CPU mạnh, card đồ họa rời, màn hình 2K, 16 inch, 120Hz, bưu nhông nguyên khối và cân nặng của nó chỉ là 1,8 kg. Một chiếc máy khá là toàn diện và nó gần như là có tất cả những cái gì mà chúng ta cần ở một chiếc laptop dành cho dân sáng tạo. Và điều quan trọng ấy, đó chính là mức giá của chiếc máy mình đang có đây lại chưa đến 30 triệu. Ví dụ như khi mà mình tham khảo được tại cửa hàng Team Pro thì có hai phiên bản, bản không cạc rời thì là 23 triệu còn bản cả đồ họa rời rotec 2050 mà mình đang có ở đây thì mức giá của nó lại là 28 triệu đồng mà thôi đây là chiếc máy mà anh em đã bảo mình đánh giá rất là nhiều thời gian gần đây bởi vì mới nghe thì chiếc thinkbook 16g4 plus này nó có vẻ là rất là hời so với những thông số của nó mang lại tuy nhiên anh em đừng bị đánh lừa bởi thông số khủng nhá lý do vì sao thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lần lượt từng thứ một trên chiếc máy này rồi đến cuối video mình sẽ lý giải cho anh em thấy như thường lệ thì chất lượng gia công luôn là một trong những điểm ăn tiền của dòng máy thinh bốc. Nó được thừa hưởng từ sự cao cấp của dòng laptop doanh nghiệp. Nên là nhìn vào những chi tiết nhỏ, ví dụ như là dòng chữ thinh bốc khắc chìm ở cạnh trước hay là logo Lenovo dập nổi ở trên bề mặt. Chúng được khắc và làm sắc lẹm nên là anh em hoàn toàn có thể là yên tâm với chất lượng gia công trên chiếc máy này. Nhưng mà nếu như bảo rằng chiếc máy này nó chắc chắn tuyệt đối thì là chưa. Ví dụ như khung này nó vẫn có độ cong khi mà mình ấn xuống hay là khó tính hơn nữa đi thì khi mà anh em gập mở màn hình nó vẫn sẽ có độ dơ của khớp nối chứ nó không trơn tru một cách liền mạch hay là cái khung màn hình nó vẫn có độ cong khá là lớn khi mà mở mấy lần thì mình không để ý mình mở ở một bên cạnh ấy làm cái màn hình nó hơi nghiêng nên là cũng hơi dén hay là thiết kế nhiều chỗ mình thấy là vẫn có sự bất hợp lý ví dụ như là touchpad nó làm quá là mất cân đối nó nằm lệch hẳn sang bên trái nhìn cảm giác như là nó cứ bị gai gai mắt ấy mà nhiều khi gõ phím tự cái lòng bàn tay của mình nó cứ bị chạm vào nó khá là khó chịu tuy nhiên Đấy là mình hơi khó tính một chút Chứ công bằng mà nói thì Thinkbook là dòng máy hướng đến đối tượng người dùng trẻ hơn Và cái nhiệm vụ nó cũng không phải là mang đến những trải nghiệm quá là xa xỉ Ví dụ như thinh bẫy một carbon à, Nên là so với mức giá và với những gì mà chiếc máy đem lại thì mình thấy rằng là Nó vẫn đang là quá ngon trong phần khúc Máy cũng chủ yếu được làm từ nhôm nguyên khối Mà trước sơn phủ Anodyne sờ hơi sần sần Nó chia ra hai khối đậm và hơi nhạt hơn một chút Đơn giản và cũng không có gì quá là đặc biệt còn nói về sự đặc biệt ấy thì mình rất là thích màn hình của chiếc máy này. Viên trên màn hình có webcam, có cam hồng ngoại để mà mở khóa khuôn mặt thông qua Windows Hello. Mà cái hay ở đây đó chính cái phần này nó làm ngang hẳn ra. Nó đúng bằng cái tính năng chia cửa sổ trên phiên bản Windows 22H2 mới nhất luôn. Mình rất hay dùng nó để mà chia cửa sổ nên là nhìn nó rất là ưng mắt. Cảm tưởng như là Lenovo đã tính trước điều này vậy bởi vì chúng bằng nhau tuyệt đối luôn. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà cá nhân mình lại rất là thích những chi tiết nhỏ như vậy bởi vì nó thể hiện được cái sự tinh tế của một sản phẩm. À, còn về tấm nền thì độ phân giải 2K+, plus tỷ lệ 16 chia 10, IPS, 16 inch, tần số quét lại là 120Hz Màu sắc của chiếc màn hình này nó rất là đẹp và chính xác Màn hình rộng rãi, vừa phù hợp cho nhu cầu làm sáng tạo mà lại vừa phù hợp cho nhu cầu gaming Ây ây, sáng tạo thì ok chứ gaming thì chưa hẳn đâu nhá Khi mà chơi game eSports hay là những cái tựa game tiết tấu nhanh ấy Thì cái màn hình nó bị xé hình tương đối nặng Nên là mình thấy rằng nó... Um, nó 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 không được sướng như là những cái tấm nền ở trên laptop gaming chưa kể là cái tốc độ phản hồi của tấm nền này nó cũng lên đến là trên 30 ms giây cũng khá là cao anh em chơi game esports thì sẽ nhận ra được những hiện tượng bóng mờ xảy ra ở quanh cái tâm chơi game trước thì chậm chậm thì rất là ngon tận dụng được cái màu sắc đẹp độ phân giải 2k plus sắc nét chưa còn đối với cả những tựa game esports thì mình nghĩ rằng là nên chỉ dừng ở mức giải trí mà thôi ít nhất đó là những cảm giác của mình bởi vì mình chơi game esports cũng tương đối nhiều ngoài ra thì cái bàn phím của em này thì nói thẳng ra là không đủ tiêu chuẩn để mà chơi game bởi vì nó rất là cứng nó không có độ nhanh nhạy và chỉ hợp để mà làm việc mà thôi nếu như mà anh em muốn chơi game thì mình nghĩ rằng anh em nên xuất ra màn hình rời màn ngon hơn bàn phím chuột ngon hơn thì chơi nó sẽ sướng hơn cấu hình của nó thì vẫn cân được những tựa game Valorant với fps lên đến trên 200 nếu mà xuất ra màn hình rời thì là chuyện rất là bình thường còn cụ thể về cấu hình CPU Core i5-12500H Chắc là anh em cũng không còn quá xa lạ gì rồi Lenovo cũng chỉ tun hiệu năng của nó thấp xuống một chút Để mà vừa với thân hình mỏng nhẹ Và có lẽ giả thứ mà làm anh em băn khoăn nhất ở đây Đó chính là em cắt họa rời năm 2050 Thì khi mà xét về thông số ấy năm 2050 nó sẽ có cùng số lượng nhân CUDA so với cả năm 3050 Và nó hơn gần gấp đôi so với cả GTX 1650 Tuy nhiên là cái độ rộng burst của nó ấy, nó lại chỉ có 64 bit mà thôi. Nó thấp hơn khá là nhiều so với cả 1650 và 3050. Nói chung là hơn cái này rồi lại thấp cái kia nên là hiệu năng cho ra của nó thì sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với cả GTX 1650 và nó cũng thua một chút so với cả 3050 và khoảng là 10% gì đó. Và tuy nhiên là đa số những mẫu laptop gaming hiện nay đều đẩy điện cho 3050 lên rất là cao nên là có thể là những cái mức chênh lệch nó sẽ còn lớn hơn nữa tùy từng phiên bản khác nhau. Và với mức hiệu năng như vậy thì vẫn là đủ để mà anh em làm đồ họa cơ bản và chơi những tựa game full HD ở medium setting. Ở à, game eSports thì mình có thể là để hai bình thường FPS lên trên 200, rất là sướng. <laughs> Tóm lại thì ở đây là một chiếc máy thiên về làm đồ họa sáng tạo. Anh em sẽ tận dụng được một lượng nhân lớn của CPU và một lượng nhân CUDA lớn của cả đồ họa. Nó cũng có sẵn luôn 16GB RAM LPDDR5. Còn chơi game thì anh em sẽ phải làm thêm một vài cái thao tác như lúc nãy mình có chia sẻ. Về nhiệt độ thì cũng không có gì quá đáng lo ngại bởi vì khi mà anh em chơi game ấy, nếu mà quá nóng thì máy nó sẽ tự động giảm hiệu năng để mà bảo toàn mức nhiệt độ. Cổng kết nối của máy được trang bị khá là đầy đủ đối với cả một chiếc máy mỏng nhẹ như vậy. À không, phải gọi rằng là rất đầy đủ ấy. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có cổng mạng LAN này, có sba, có khe thẻ SD. Ở bên cạnh trái là cổng HDMI, thêm một cổng a nữa, một cổng Thunderbolt và một cổng sbc 3.2 gen 2 vừa sạc, vừa xuất hình, vừa truyền dữ liệu luôn nhưng mà tốc độ của nó sẽ chỉ bằng một nửa của Thunderbolt thôi nhá. Viên pin dung lượng là 71 giờ cho thấy gian sử dụng được khoảng là 7 tiếng. Tóm lại về chiếc máy này thì nếu như mà cho mình đánh giá dựa trên góc nhìn khách quan của cá nhân mình ấy thì mình sẽ đánh giá ra là đây là một chiếc máy nó rất là ngon. Bởi vì đây là một chiếc máy có mọi thứ thiên về làm sáng tạo Và đó đúng là cái nhu cầu công việc của mình Và mình có thể là dễ dàng tận dụng được tất cả những cái gì mà chiếc máy này có Từ cổng kết nối rất đầy đủ khe thẻ SD Từ màn hình rộng, tỷ lệ ngon, màn hình 2K, sắc nét, chất lượng hiển thị nó rất là đẹp Rồi cấu hình của chiếc máy này nó rất là phù hợp cho nhu cầu làm đồ họa sáng tạo Thiết kế thì rất là ưng luôn mình cũng có chơi game nhưng mà dừng lại ở mức là thỉnh thoảng và cũng ở mức giải trí thì mình thấy rằng chiếc máy này nó cũng ở mức là đáp ứng ổn so với cả cái mức giá của nó tất nhiên giá không thể đánh giá dựa trên góc nhìn cá nhân được và nếu như mà anh em là gamer hoặc là đơn giản là anh em thích chơi game muốn có được những trải nghiệm game mình nó sướng hơn cấu hình mạnh hơn màn hình chuyên để chơi game hơn thì đây sẽ không phải là một chiếc máy phù hợp và anh em đừng nên bị đánh lừa bởi những cái thông số của nó nhé. Anh em nghĩ sao về chiếc ThinkBook 16 G4 Plus này? Cái chữ Plus ấy là rất là đúng bởi vì nó có rất là nhiều những thứ Plus từ chất lượng gia công, từ màn hình, từ uh, cấu hình chỉ là anh em thực sự hiểu. Cái trải nghiệm của nó, nó có phù hợp với bản thân mình hay là không thôi. Anh em nghĩ sao thì hãy cùng comment phía dưới nhá. Và vọng rằng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.